Rồi, để tìm hiểu cái nội dung số 2 này thì cô có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là nêu sự đối lập giữa Chiến Tranh và Hòa Bình. Vậy thì Chiến Tranh, Hòa Bình nó đối lập với nhau như thế nào? Và câu số 2, hãy phân biệt giữa Chiến Tranh Chính Nghĩa và Chiến Tranh Phi Nghĩa. À, mỗi câu nó sẽ có giá trị điểm là 10 điểm. À, chúng ta có thời gian 2 phút để chúng ta trả lời cho hai cái câu hỏi này. À, bạn trong cái thời gian 2 phút đó, bạn nào biết đáp án thì mời các em trả lời. À, cô gợi ý cho các em nha. À, sự đối lập giữa chiến tranh và hòa bình thì các em hãy nói lên được là chiến tranh nó gây ra cái hậu quả như thế nào, hòa bình nó đem lại lợi ích ra sao, để chúng ta nêu cái sự đối lập đó. Cái thứ hai là phân biệt giữa chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa thì các em phải nói được là bây giờ cô chỉ yêu cầu các em là nêu cái sự khác nhau thôi. Vậy thì chiến tranh chính nghĩa là như thế nào, chiến tranh phi nghĩa là như thế nào, các em dựa vào cái hậu quả và cái lợi ích của hai cuộc chiến tranh đó. Các em nêu. À, cô mời bạn Thiện Nhân mời em. Dạ cô, là em trả lời câu 2 đúng cô? Rồi mời em. Dạ cô, câu 2 em phân biệt giữa chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa là: chiến tranh chính nghĩa là cuộc chiến tranh của các dân tộc bị áp bức tiến hành để giải phóng dân tộc thoát khỏi sự thống trị của nước ngoài, hoặc chiến tranh trong xâm lược bảo vệ nền độc lập tự do tiến bộ xã hội. Còn chiến tranh phi nghĩa là những cuộc chiến tranh do mâu thuẫn chính trị không thể hiện điều hòa được, buộc phải dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn giữa các phe phái trong cùng một nước hoặc giữa các quốc gia với nhau, giữa liên minh quốc gia này và với liên minh quốc gia khác. Rồi, cô cảm ơn em. À, có bạn nào có ý kiến bổ sung gì thêm cho câu 2 không ạ? À? À, nếu như mà không còn ý kiến bổ sung gì nữa thì cô nhận xét là bạn Nhân đã nói được cái sự đối lập giữa chiến tranh chính nghĩa và cuộc chiến tranh phi nghĩa. Nó đối lập với nhau ở chỗ các em có thể phân biệt ở hai cái yếu tố cơ bản, là một cái là bảo vệ chính nghĩa, là bảo vệ hòa bình, phi nghĩa là phá hoại hòa bình. Còn cuộc chiến tranh chính nghĩa là cuộc chiến tranh mà các nước đứng lên đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc, hoặc là đấu tranh để giành lại độc lập dân tộc. Còn cuộc chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiến tranh mà đi xâm lược nước khác để mở rộng thuộc địa, mở rộng thị trường, mở rộng lãnh thổ dân dân. À, chút xíu nữa cô sẽ chiếu lên màn hình thể hiện cái sự đối lập giữa hai cuộc chiến tranh này cho các em theo dõi. À, cô cảm ơn bạn Thiện Nhân. Mời các bạn trả lời cho cô câu số 1. Sự đối lập giữa chiến tranh và... Mời bạn Thanh Hùng. Mời em. Dạ thưa cô, sự đối lập giữa chiến tranh và hòa bình là: hòa bình là niềm ước ao, là hạnh phúc của nhân loại. Hòa bình là sự bình yên chung sống trên một phạm vi lãnh thổ, một quốc gia hay một cộng đồng lớn hơn. Còn chiến tranh là sự đấu tranh kịch liệt giữa hai hoặc là nhiều phía với nhau để tranh giành quyền lực, lãnh thổ, ranh giới. Chiến tranh thường gây đổ máu, chết chóc, đói khổ. Chiến tranh lớn hơn có thể gây ra sự tàn khốc cho cả nhân loại. À, cô cảm ơn bạn Hồng. Có bạn nào có ý kiến bổ sung gì thêm không ạ? Thì ở đây cô thấy là bạn Hùng đã nêu được cái sự đối lập giữa cái chiến tranh và hòa bình. Chỉ cần các em như nổi bật lên cái sự cái hậu quả mà chiến tranh gây ra cũng như cái lợi ích mà hòa bình đem lại, là các em đã thể hiện được tốt cái nội dung kêu còn rồi. Nhưng mà bạn Hùng đã nêu thêm được bổ sung thêm được một số cái đối lập khác nữa, thì cô quan ngân cái tinh thần sự tìm tòi học hỏi của bạn Hùng. Chút xíu cô sẽ ghi nhận điểm cho hai bạn sau nha. À, bây giờ các em quan sát lên trên màn hình. À, đây là cái sự đối lập giữa chiến tranh và hòa bình. Cô miêu tả trên màn hình các em quan sát. Hòa bình nó đem lại cái sự bình yên, cái ấm no và cái hạnh phúc cho người dân. Và lưu ý giùm cô ha, đây trên màn hình cô chỉ nêu những cái yếu tố cơ bản mà thôi, những cái ý cơ bản nhất mà thôi. À, hòa bình nó mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, tự do, hạnh phúc. À, mọi người được tạo điều kiện phát triển cho dân. Trên màn hình cô chỉ nêu những cái ý chính thôi. Còn chiến tranh thì nó lại gây ra sự đói nghèo, rồi bệnh tật, rồi thất học, rồi gia đình ly tán nhân dân. Rất nhiều cái sự đối lập mà hòa bình và chiến tranh nó gây ra. À, đây là sự đối lập giữa hòa bình và chiến tranh. Cái thứ
hai nữa, khi nhắc đến chiến tranh thì chúng ta có hai loại chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Thì các em thấy cuộc chiến tranh chính nghĩa là cuộc chiến tranh như thế nào? Đó là bảo vệ tự do, bảo vệ độc lập, là chống xâm lược và bảo vệ hòa bình. Đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa. Các em lưu ý giùm cô nha. Những cái nội dung này á là có thể là tới kiểm tra hoặc là thi, các em sẽ gặp lại. Cái bài số 4 này là cái bài rất là dễ cho kiểm tra và thi cử. Còn đối với cái chiến tranh phi nghĩa thì cuộc chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiến tranh phá hoại độc lập, mở rộng lãnh thổ, xâm lược nước khác và phá hoại hòa bình. Đây là những ý cơ bản nhất khi nhắc đến hai cái cuộc chiến tranh. Vậy thì cho cô biết đây, tại sao chúng ta cần phải ngăn chặn và bảo vệ chiến tranh, dù là cuộc chiến tranh chính nghĩa và cuộc chiến tranh phi nghĩa đi chăng nữa, các em nó vẫn là ai thắng ai thua gì cũng biết, nhưng mà người dân vẫn là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và khủng khiếp nhất. Vậy thì chỉ có sống trong hòa bình mới có được cái cuộc sống tốt đẹp nhất. Chính vì vậy cho nên là chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ hòa bình. Vậy thì tại sao ngày nay chúng ta lại phải ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ hòa bình? Mời các em cho cô biết ạ. Tại sao ngày nay chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh? Cô mời Quỳnh Nhi nè. Dạ thưa cô, là chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình là vì hòa bình đem lại cho chúng ta cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Còn chiến tranh thì đem lại đau thương, chết chóc, tàn tật và thiếu ăn, không được học hành. Rồi, cảm ơn em. Đó chính là những cái yếu tố cơ bản để giúp chúng ta khẳng định rằng chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ hòa bình và ngăn chặn chiến tranh. Vì hòa bình nó đem lại cái cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, bình yên cho con người. Mà các em chú ý ghi bài giùm cô ha. Còn chiến tranh thì chỉ mang lại đau thương, đói nghèo, bệnh tật, trẻ em thất học và gia đình ly tán vân vân. Rất nhiều điều mà chiến tranh nó mang lại. Nó đem đến cho nhân loại những cái đau thương chết chóc, chỉ là một màu xám u ám mà thôi. Và hiện nay á, chiến tranh và xung đột vũ trang vẫn còn diễn ra nhiều nơi trên thế giới và là nguy cơ đối với nhiều quốc gia khu vực trên thế giới. Có nghĩa là sao? Cô giải thích chỗ này chút xíu. Có nghĩa là hiện tại nhiều nước trên thế giới hiện tại nó đang diễn ra chiến tranh, có thể là nội chiến, có thể là ngoại chiến, hoặc là nó xảy ra xung đột vũ trang. Và cái việc mà xung đột vũ trang và chiến tranh này nè, nó cũng là nguy cơ tiềm ẩn đối với nhiều quốc gia khu vực trên thế giới. Có là nhiều nước nó đã bùng phát chiến tranh hoặc xung đột vũ trang rồi, còn có nhiều nước thì đang đứng ở ranh giới giữa xung đột và xung đột vũ trang. Nếu mà giải quyết không tốt, không đàm phán thỏa hiệp tốt thì nguy cơ sẽ xảy ra chiến tranh và xung đột vũ trang. Xong chưa các bạn? Để chưa cô ơi. À, vậy cô chuyển sang nội dung tiếp theo nha. Rồi, cô mời các em quan sát lên trên màn hình. Đây là thống kê 10 quốc gia đang chiến tranh loạn lạc nhất thế giới. Đứng đầu là Yemen, thứ hai là Cộng hòa Dân chủ Congo, thứ ba là Syria và thứ 10 là Cộng hòa Trung Phi. Đây là 10 quốc gia mà hiện tại các em đang loạn lạc, đang xung đột vũ trang và chiến tranh diễn ra. Được chưa ạ? Cô cung cấp những cái thông tin này, bạn nào có cần thiết thì chụp lại màn hình nha. Để có cái gì thì chúng ta có trắc nghiệm hay gì trong kiểm tra thì chúng ta có tư liệu để chúng ta xem. Rồi, trong 10 cái quốc gia này thì cô nói đến hai cái quốc gia đầu tiên. Thứ nhất là Yemen, là quốc gia có cái cuộc nội chiến mà không hồi kết. Thì các em thấy đây là những cái con số mà nó thể hiện trên màn hình, 24 triệu người dân Việt Nam tương đương với 80% dân số quốc gia hiện đang sống dưới cái mức cơ bản về sự cần sự can thiệp của quốc tế ngay lập tức. Có nghĩa là một đất nước nó
cuộc nội chiến diễn ra liên miên các em, và 80% dân số của nó là cần sự can thiệp của quốc tế để hỗ trợ. Thứ hai là Congo. Thì với những cái số liệu trên màn hình chúng ta thấy rằng là quốc gia này có tới hơn 100 nhóm vũ trang khác nhau đang gây xung đột triền miên. Và hai cái quốc gia này là các em, người dân người ta không thể nào mà sinh sống được trên quốc gia này, và người ta giống như là người ta cần sự can thiệp của quốc tế, hoặc là người ta bắt đầu là sang những các quốc gia khác, trốn sang những quốc gia khác để có cuộc sống tốt hơn. Thì chúng ta thấy hai cái quốc gia mà có cái vị trí đầu tiên trên thế giới về chiến tranh loạn lạc thì cái cuộc sống nó vô cùng thảm khốc, khổ sở vô cùng. Chính vì vậy cho nên nó nói lên rằng là chiến tranh nó chỉ đem lại đau thương chết chóc, đói nghèo bệnh tật mà thôi, và không có bất kỳ một cái quốc gia nào muốn đất nước mình xảy ra chiến tranh cả. Rồi như vậy thì chính vì chiến tranh nó chỉ đem lại đau thương chết chóc, đói nghèo bệnh tật, và hòa bình nó đem lại một màu hồng tươi sáng cho chúng ta, cho nên để bảo vệ hòa bình chúng ta cần phải làm những việc gì? Cô mời các em ạ. Để bảo vệ hòa bình thì chúng ta cần phải làm những việc gì? Bảo Thư, cô mẹ. Dạ thưa cô, là chúng ta phải giải quyết các cuộc xung đột và mâu thuẫn với các dân tộc, tôn giáo, quốc gia bằng đàm phán hoặc là hòa bình để tránh xảy ra chiến tranh, và mỗi người phải có ý thức bảo vệ hòa bình mọi lúc mọi nơi. Và tùy vào khả năng của bản thân, chúng ta có thể tuyên truyền và ngăn chặn những âm mưu chống phá, gây chiến tranh, phá hoại của các thế lực thù địch. Hoặc là chúng ta cần phải tích cực tham gia đấu tranh vì hòa bình và chống chiến tranh tại các khu vực bất ổn hiện nay trên thế giới. Và bên cạnh đó, thực sự xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, nhân ái giữa mọi người và không kỳ thị phân biệt màu da. À, cô cảm ơn bạn Bảo Thư. À, với một cái đáp án bảo vệ hòa bình thì chúng ta cần phải làm gì, bạn nêu rất là tốt, rất là tuyệt vời. Đấy là cách để bạn góp phần bảo vệ hòa bình nói riêng, và chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình nói chung. Với đáp án tuyệt vời đó, cô tặng bạn 10 điểm. Vậy thì chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình. Chính vì vậy cho nên ngay trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cũng cần phải góp phần bảo vệ hòa bình. Vậy thì những cái biểu hiện đó nó được thể hiện như thế nào, chúng ta tìm hiểu cái nội dung số 3, các biểu hiện sống hòa bình trong sinh hoạt hàng ngày. Có nghĩa là mình sống trong sinh hoạt hàng ngày, trong lao động, học tập và làm việc của chúng ta nè, chúng ta làm gì để chứng tỏ rằng chúng ta là một người yêu hòa bình? Thì điều thứ nhất, chúng ta phải biết lắng nghe, biết đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông và chia sẻ với họ. Thứ hai là biết dùng thương lượng để giải quyết mâu thuẫn, xung đột. Cái thứ ba là sống hòa đồng với mọi người, không phân biệt, đối xử kỳ thị với người khác, và biết học hỏi những điểm mạnh của người khác. À, cô giải thích chỗ này chút xíu, các em chú ý ghi bài ha. Cô giải thích để giúp các em hiểu rõ hơn. Đây là những cái việc làm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta phải làm tốt những cái việc làm này, chí ít là những việc làm này để giúp chúng ta hoàn thiện hơn và chứng tỏ rằng chúng ta là một người yêu hòa bình. Ví dụ, biết dùng thương lượng để giải quyết mâu thuẫn. Mọi người chúng ta sống trong một cái tổ chức, một tập thể thì không thể nào nói rằng là không xảy ra xung đột mâu thuẫn cả các em. Đôi lúc sẽ có xảy ra. Vậy thì chúng ta dùng cái gì để giải quyết? Chúng ta dùng thương lượng để giải quyết. À, nếu như nói ở lứa tuổi của các em thì chúng ta bàn bạc thảo luận để giải quyết, thương lượng với nhau để giải quyết, chứ không nên dùng vũ lực để giải quyết, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ các trang mạng thông tin xã hội nó rất là thịnh hành, nó rất là phổ biến, cho nên có một số bạn mâu thuẫn với nhau xong rồi bắt đầu đưa lên các trang mạng xã hội để đấu đá, tâu xé với nhau trên mạng. Nhưng mà theo cái luật an toàn mạng nghe các em, là bây giờ đó là một trong những hành vi vi phạm pháp luật, chứ không phải là đơn giản là chỉ đem lên đó nói là thôi đâu. À, cho nên chúng ta nên dùng thương lượng để giải quyết, một cách là chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, được chưa? Cái thứ hai nữa là sống hòa đồng với mọi người, không phân biệt đối xử, không kỳ thị với người khác. Đây
đây là một trong những yếu tố mà chúng ta cần phải nhận định rằng nhất thiết chúng ta phải làm là không phân biệt đối xử và kỳ thị với người khác. Cô thấy có một số bạn như thế này, có nghĩa là chỉ chơi chung với những nhóm, thứ nhất là các bạn cho rằng là những người đó đó là có thể là giúp đỡ chúng ta tốt đẹp hơn, nhưng theo quan điểm khác. Chơi với nhau thì lựa những bạn nào mà con nhà giàu học giỏi viết chữ bự chơi, đúng không? Còn những bạn nào mà mình cảm thấy rằng là mình không nhờ vả được, không có thể nào mà nhờ được từ bạn này, mà có thể bạn này sẽ nhờ ngược lại mình nữa, thì cho nên là mình không chọn bạn đó chơi. Không phải như thế các em, chúng ta mỗi người đều có thế mạnh riêng nha. Một bạn học chưa tốt có thể có một cái thế mạnh tốt ở mặt khác. Người ta học chưa tốt nhưng người ta có thể có tài về năng khiếu này, năng khiếu nào. Chúng ta có thể học hỏi từ những bạn đó để chúng ta dần hoàn thiện bản thân của chúng ta hơn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là kỳ thị người khác. Mình chỉ thích chơi những người nào mà mình cho rằng là thành điệu, phóng khoáng, trai xinh gái đẹp. Không phải vậy. Chúng ta mọi người đều là như nhau, đều là học sinh của trường, đều là bạn bè của chúng ta, thì chúng ta không nên kỳ thị bất kỳ ai. Tiếp nữa, đây là một điều mà các bạn hay gặp phải, đó chính là không biết học hỏi điểm mạnh của người khác. Và một khi thấy người khác mạnh hơn mình là mình không thích. Quan điểm gì đó các em, có một số bạn thì rất là biết cách học hỏi từ người khác. Nhưng có một số bạn thì lại cho rằng là cái điểm mạnh của người khác là mình không thích, mình không, từ cái điểm mạnh họ mạnh hơn mình, họ giỏi hơn mình là mình không thích người ta. Đó là điều mà chúng ta cần phải tránh, cần phải rút kinh nghiệm. Ở đây cô nói gì để cho các em tự mình nhận định lại mình rơi vào cái trường hợp nào, thì mình phải điều chỉnh ngay cái hành vi, cái nhận thức của mình để dần hoàn thiện bản thân hơn. Rồi bây giờ các em quan sát lên trên màn hình, hãy cho biết hành vi nào sau đây biểu hiện là lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Chín việc làm, cô mời các em. Có rất nhiều bạn giơ tay. Cô mời bạn Nhiên đi, 9-1 đi. Dạ thưa cô, là lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày là biết lắng nghe người khác, biết thừa nhận những điểm mạnh của người khác, học hỏi những điều hay của người khác, tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc quốc gia khác, giao lưu với thanh thiếu niên quốc tế, viết thư gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các vùng có chiến tranh. Rồi, cô cảm ơn. Cô mời một bạn nhận xét. Mời bạn Bảo Thư, cho cô biết coi em có đồng ý với quan điểm của bạn Nhiên hay không? Dạ thưa cô, là em đồng ý với quan điểm của bạn. Rồi, cô cảm ơn. Như vậy thì tất cả những cái hành vi này nè, những cái việc làm này đều là những cái việc làm chứng tỏ rằng đây là một con người yêu hòa bình và ghét chiến tranh. Được chưa? Rồi, với cái đáp án này đương nhiên cô sẽ ghi nhận điểm cho bạn nha. Chút xíu nữa cô coi đi. Bạn Nguyên của 9-1. Rồi, cái tiết của chúng ta kết thúc ở đây. Về nhà các em, ở nhà các em làm những cái bài tập còn lại, xem bài số 5, tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tìm hiểu cho cô về tính tới thời điểm hiện tại Việt Nam đã xây dựng tình hữu nghị với bao nhiêu dân tộc. Các bạn lưu ý giùm cô ở chỗ này nè, để biết sao chúng ta học cho nó tốt. Là bao nhiêu dân tộc trên thế giới, chứ không phải là bao nhiêu quốc gia trên thế giới. Dân tộc và quốc gia khác nhau nha các bạn. Cho nên các bạn xác định giùm cô, tính tới thời điểm hiện tại, thì ở đây khi các em xác định Việt Nam đã xây dựng tình hữu nghị với, cô nói lấy ví dụ thôi nha, 200 dân tộc trên thế giới, thì tính tới thời điểm nào, năm 2020, 21 hay là 2019, các em phải xác định giùm cô. Được chưa? Rồi, thêm một ý nữa, các em ghi nhận giùm cô chỗ này. Đây là những ý chúng ta có thể lấy điểm ở tiếp sau. Là
Việt Nam đã xây dựng tình hữu nghị với rất là nhiều các dân tộc trên thế giới theo những cái chế độ xã hội nào? Việt Nam theo chế độ xã hội nào thì các em biết rồi, vậy thì Việt Nam làm bạn với những cái dân tộc theo chế độ xã hội nào? Mình muốn biết được thì mình phải xác định coi trên thế giới hiện tại đang tồn tại những chế độ xã hội nào. Được chưa ạ? Rồi, cái bài của chúng ta kết thúc ở đây. Các bạn có vấn đề gì chưa rõ, các bạn có thể hỏi lại cô.